Em chuẩn bị chào đón quý vị một tác phẩm kinh điển độc quyền luôn. Trước mắt quý vị đây là đôi loa Fisher 80. Ngày hôm qua em đã có quay một clip giới thiệu về em nó. Đôi loa này thiết kế với lại ba bát làm ba bát ngửa bên trên lên trên hết quý vị. Ba bát ngửa nhé. Đã có một số quý vị yêu cầu nghe test qua đôi này. Đã có người gạch. Bác nào đã đặt gạch rồi thì để ý bài giúp em, thì em gửi clip luôn cho. Các bác đặt gạch thì cứ gọi là đặt gạch đấy thôi, nhưng chưa đặt cọc. Bác nào có nhu cầu thì alo. Còn sau đây em sẽ test và báo luôn là đôi loa này độc đắc luôn, độc quyền luôn. Bác nào có đôi thứ hai nữa thì lại cho em giao lưu vậy. Chưa còn nói thật là nhiều những đôi nó độc nó lạ thì cũng nói lên cho nó thành cái trào lưu, nó gọi là nó độc thật thì em nói là độc thôi. Còn nhiều đôi thì nó rất là, có khi là cả nước cũng vẫn có một vài người có. Nên là thật ra là em bán hàng là em báo giá này, tình trạng, hình thức, chất lượng, giá công khai. Nhiều lúc giá nó cao hay nó thấp em không bắt các bác lấy coi nhé. Cái em bán lịch sự nhất cho các bác bây giờ là em báo giá công khai cho các bác. Đấy là cái dễ để cho các bác mua bán nhất rồi. Nhưng mà nhiều bác rất thiếu văn hóa, gọi là không có văn hóa luôn các bạn. Nhiều bác chửi rất là tục trong đấy. Bác toàn bảo cái mả mẹ mày cái gì ở trong đấy. Em thật đấy, em xin lỗi là nhiều bác bây giờ xã hội nó văn minh rồi, làm sao ăn nói nó lịch sự một chút. Em không bắt bác lấy. Bác bán hàng, bác cứ cho giá. Bác thích thì bác lấy, không thích thì thôi. Nên là hợp túi tiền thì bác lấy, chứ không phải là đắt hay rẻ. Em không bắt bác lấy mà, có bắt moi tiền trong túi bác ra đâu. Nên là nhiều lúc các bác nó phát ngôn những cái từ nó thành ra nó thật ra nhiều lúc bán hàng thôi, có gì đâu em chào hàng như thế, bác mua mua, không mua thì thôi. Còn bố mẹ anh em ông bà người ta không động gì đến bác cả, nên đừng có chửi tục, nó thành ra nó phản cảm lắm, nó không hay thật đấy. Có gì thì anh em bác cứ nói bình luận em thoải mái, nhưng mà đừng có chửi lôi những người nhà ra, nó không hay, tự nhiên văng những câu bố mẹ ra ra nó không lành mạnh bạn. Còn đây đôi này khẳng định với các bác là nó độc ở đâu. Đây này, hôm qua em đã khui này. Đây nhá, em đã nhấc bốn con ốc ra để em mở được cái nắp này ra cho các bác là nó độc ở cái chỗ này này. Đấy. Đây. Được chưa? Nó độc ở qua loa hất ngửa đây, một con bát, một con chung, con tép nằm chồng với nhau đây. Đấy. Em cứ đặt để đã tí nữa em mở cho các bác xem. Đấy. Đấy, lòng. Được chưa? Sau đây mời các bác xem. Và em đã báo giá đôi này rồi cho các bác rồi chứ. Đôi này giá là 14 triệu 8. 14 triệu 800 quay. Còn sau đây các bác phải ngỡ ngàng với em nó đấy. Ngỡ ngàng với chất của em nó luôn đấy. Ngỡ ngàng với chất của nó. Em đang đánh với con Sansui X2000, 2000X kìa. Đằng sau đây. Đang mở con Sansui 2000X đằng sau. Đây, coi nhá. Sansui 2000X. Luôn. Sau đây mời các bác nghe em nó biểu diễn một vài đường xem nó có xứng không. Mời các bác này. Thank you.
chưa lau nhá. Các bác về lau, lau dọn. Em còn chưa lau một tí bụi nữa đâu. Cần như vậy là quá đủ quý vị ạ. Nó thiết kế kiểu này nghe ở xa bass rất là tốt, có nghĩa là ấm. Khi lúc đó em đứng ở xa, khi ở gần lại, đứng bên trên lại thì nó nổi trội tép hơn. Nhưng mà khi đứng thật xa ra thì nó mới quyện lại. Còn con này mà ngồi gần vách giáp tầm 1 mét thì không thua, ngồi cách khoảng độ 3 mét trở ra nó mới quyện mới hay. Đấy. Ở đây là đôi loa Fisher 80, giá 14,8 triệu. Em sẽ làm một hai clip em test một vài bài cho các bác thoải mái nhé. Dòng loa này nó không độc nhưng nó chỉ có lạ thôi bác nhé. Đây, màng giấy, gân vải, tầm dầu, em chả biết nó tẩm cái gì đâu nhưng mà cảm giác như kiểu nhựa đường mềm nhũn. Đấy, còn à, bác nào có nhu cầu thì alo đến là 0911 169 961. Em trân trọng cảm ơn. Loa còn zin tất, đẹp zin hết, không đậm một chút nào, chưa lau chùi, chưa vệ sinh một tí nào nhé. Bác nào muốn lau chùi vệ sinh về đẹp, keng hết, lau chùi vệ sinh về, quý vị về lau đi, đánh giấy giáp hoặc là vét ni nó nổi hết lên này. Nhưng mà những cái này để nguyên zin hết, giá 14,8 triệu. Bác nào có nhu cầu thì alo đến là 0911 169 961. Em trân trọng cảm ơn. Đấy, nó không độc.